vị khán giả thân thương của kênh Trang LTV. Hôm nay là ngày 4 tới tháng 2 năm 2023. Xin chúc quý ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng. Dạ, và đừng quên đón xem MV Hồn Quê của Trang LTV nha. Một cái bài hát đầu tay mà Trang dám mạnh dạng gọi là thể hiện bản thân trong làng những người thích hát hay hát. Dạ, mong là quý ông bà cô chú anh chị sẽ dành thật là nhiều ưu ái và chia sẻ cái bài hát của Trang cho nhiều bà con láng giềng cùng xem. Dạ, ngoài ra thì bữa giờ Trang có làm một cái chương trình là tặng quà cho quý ông bà cô chú anh chị yêu thương và đồng hành cùng Trang trong suốt 2 năm qua khi mà Trang bắt đầu khởi nghiệp buôn bán khô bò. Thì cô chú anh chị nào mà mua khô bò của Trang, bất kỳ là khô bò nào, 300g thì Trang gửi tặng trà gạo lứt, mua nửa ký thì Trang gửi tặng túi cơm cháy 200g, còn khi mua 1 ký khô bò thì Trang tặng luôn 300g khô bò sợi hoặc 300g khô gà. Và chương trình này sẽ kết thúc vào ngày chủ nhật này, nên là quý mà cô chú anh chị nào mà mình đang có nhu cầu mua thì mình hãy nhanh chân gọi điện thoại cho Trang để đặt hàng và nhận những món quà tặng mà Trang gửi tặng tri ân cho quý mà cô chú anh chị. Dạ, số điện thoại của Trang là 0349563756 hoặc là Facebook Trang LTV. Dạ, quý mà cô chú anh chị xem cái MV của Trang thấy hay quá, cứ hỏi Trang là bài đó hát ok rồi đó, hát hay đó, hát có cảm tình đó, rồi muốn nghe nữa, hát nữa rồi làm sao. Dạ, thật ra thì Trang với lại sư phụ Khương Dừa còn một bài hát nữa, mà bài đó như thế nào thì quý bà cô chú anh chị cùng đợi dùm Trang thêm 1-2 ngày nha. Không là cái bài hát thứ hai này cũng sẽ không làm phụ lòng quý bà cô chú anh chị. Dạ, hôm nay thì Trang đang có mặt tại chỗ 207 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh. Dạ, Trang đang có mặt tại quán cơm Không Đồng của cụ My. Dạ, đây là một người gọi là âm thầm lặng lẽ làm việc, mà tình cờ hồi 2 năm trước Trang với bạn quay phim có phát hiện ra, tìm ra, rồi xong rồi cùng đồng hành, cùng ủng hộ, chia sẻ với bà. Dạ, Tết này là bà 72 tuổi, ông 82 tuổi rồi đó. Nhưng mà cái sự đồng hành của người ở thành phố Hồ Chí Minh mình với tất cả ở các tỉnh và ở nước trong nước ngoài gì ủng hộ cho bà, cho mọi người ăn trong cái hộp cơm của không có căn nhà vô dân cư, thì đúng ra bà mệt mỏi đó, mà bà thấy tình thương của các con ở thành phố này, mà trên cái hộp có hộp, trên đường có đường, trên gạo có gạo, thành ra bà đứng lại bà làm nữa, bà không biết mệt mỏi, thì bà xin cảm ơn tất cả các con đồng hành đóng góp vô cái bóp cơm Không Đồng của bà. Chứ ngày trước bà chỉ có 80 triệu bà làm hết, thì bà tính nghỉ về quê rồi, hôm nay nhờ làm được cũng trang lợi quay rồi mọi người biết rồi, các nước gửi về cho bà. Dạ, ông với bà My á là hôm nào cũng tự nấu cơm chay, xong rồi là phát cơm chay cho các anh quý ông bà cô chú lao động cơ nhỡ, cứ mình cứ để cơm ở ngoài, xong rồi các anh chị mà muốn lấy cơm thì cứ ngang đi ngang sang thì ông bà sẽ gửi. Một ngày như vậy thì trung bình là phát 200 phần cơm. 250 hả bà? Dạ. Rồi có những hôm thì phát bánh mì bì nữa. Nói chung là thay đổi món chứ không phải là cùng một món. Ta có cho bánh mì thì mình dùng mì vô. Đó. Rồi nói chung là làm suốt từ đó đến giờ luôn. Thì lâu lâu sẽ có những anh chị có thời gian rảnh thì cùng qua sắp xếp phụ bà, nhưng mà làm chính rồi coi như chỉ đạo chính á, thì vẫn là bà làm chính. Dạ. Con giới thiệu dùm là khi mà có ai đặt bánh mì bì bún bì rồi mua đi phát á, thì bà đây có bán bánh mì bì bún bì để mua tàu hũ và tiếp vô đóng tiền nhà để giữ cái bếp cơm á. Dạ. Thì nếu có đứa nào mà mua đi tặng đi cho cô chú buổi tối đó thì mua ủng hộ bà. Trang cũng hay lấy cơm, lấy bánh mì của bà để phát gửi tặng cho quý bà của chú anh chị lao động cơ nhỡ buổi tối, hoặc là mấy anh chị lao động vệ sinh. Thì cũng có nhiều bạn, cũng có nhiều nhóm mà đi trao cơm từ thiện thì cũng liên lạc với bà để qua lấy cơm của bà rồi phát cho nhiều người hơn. Nghĩa như bà là cái địa điểm mà phát ở ngay 207 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, thì Trang với lại các anh chị khác sẽ phân ra để đi trao cho nhiều bà con khó khăn hơn những quận, những cái đường khác. Dạ, thì hôm nay cô Lucy ở nước ngoài cũng có gửi cho Trang số tiền là 200 đô để mua hộp cơm. Nhưng cô có dặn Trang là chia ra nhiều đợt. Thì đợt này Trang mua 30 cây trước để Trang gửi bà. Còn cái phần còn lại của cô thì Trang vẫn giữ để đợt tiếp theo khi bà xài gần hết cái đống cây này nè, bà gọi con thì con sẽ tiếp tục thay cô Lucy gửi cho bà ha. Dạ, dạ bà cảm ơn. Dạ. Tên gì nói? Dạ, cô Lucy ạ. Cô Lucy, bà cảm ơn con nha. Dạ. Bà nhờ con góp cho bà vô 30 này ra mụn rồi bà chưa có tiền, nghe Trang đem lại 8 triệu và quá mừng. Dạ. Để bà phụ vô đóng tiền nhà, rồi bữa nay tiếp tục bán mình mì bì bún bì, rồi đặng thêm 3 triệu tiền điện nước.
A Di Đà Phật, bà cảm ơn các con hết nha. Trang rất là vui là cái clip mà Trang thăm bà rồi cùng đồng hành các hoạt động của bà được quý bà cô chú anh chị ở trong nước và ngoài nước đón xem và rất là yêu thương. Coi như là chia sẻ với Trang, nếu như cứ lâu lâu á là lại gửi tiền cho Trang, là nói Trang nhờ Trang ủng hộ cho bà để bà giúp duy trì cái hoạt động phát cơm này. Nói chung là các con ơi, quay đây thiệt nhiều nhưng mà có con Trang lâu lâu rồi đem tiền cho bà thôi, chứ như vô cắt từ 50 triệu rồi nó cũng ăn hết trơn, không có cho bà đâu. Dạ, đợt trước thì bà có chia sẻ cũng có một hai bạn khác tới quay, nhưng mà sau đó thì không có đưa tiền về cho bà. Gửi 50 triệu cho cắt tường nó ăn hết trơn luôn, nó lại nó kêu bà nhận rồi, khổ chứ. Dạ, đó thì hôm nay ngoài cô Lucy thì cũng có một chị là Mạnh Thường Quân ở Úc ẩn danh, thì chị có gửi cho Trang 500 đô Úc để gửi tặng cho bà My là khoảng 8 triệu. Dạ, thì cái này con xin phép gửi cho bà. Dạ. Cảm ơn con ở Úc nha. Dạ. Qua là Trang với bà đã qua trước để coi sắp xếp cái hộp cơm rồi mang hộp cơm vô. Xong sáng nay là tại vì bà phát cơm sớm từ 7 giờ đến 9 giờ là bà phát. Dạ, thành ra là Trang phải qua sớm để chia sẻ với bà. Đây để con với bà đi lên để giới thiệu cái bếp cơm đi cho nhiều quý bà cô chú anh chị cùng biết. Nếu quý bà cô chú anh chị nào mình ở gần đây á, mình có thời gian á, thì mình có thể cùng ghé qua cái địa chỉ là 207 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, rồi mình phụ bà, giống như có thời gian rảnh thì mình cùng qua mình phụ bà, giúp bà. Dạ. Lại tiếp bà. Dạ, đây hôm nay bà làm món gì ngon vậy bà? Cà ri. Wow. Cà ri bánh mì, cà ri bún. Ồ, dạ hôm nay là tặng cà ri nha bà. Dạ. Bánh mì, cà ri bún. Dạ. Rồi có nhiều anh chị á thì còn làm thêm bánh mì bì bà ơi. Dạ. Dạ. Nhiều anh chị đây con lấy cái video nha. Dạ, dạ bà vô bà làm hả bà. Dạ. Có nhiều anh chị á thì mình có thời gian thì mình qua phụ. Đây là những anh chị mà mình giúp. Con chào ông. Dạ. Dạ. Đó, ông là năm nay 82 tuổi rồi mà vẫn khỏe. Lúc nào cũng ông thành lặng lẽ cùng làm, cùng đồng hành với bà hết. Dạ. Đó là coi như bà sẽ ở trong, bà sẽ quản xuyến cái việc mà nấu đồ ăn xong mà mang lên đây tiếp phụ các anh chị. Còn ở đây là các anh chị mình dành thêm thời gian để phụ bà. Rồi mỗi buổi sáng ở đây phát cơm tặng cho các anh bà, ông quý bà lao động cơ nhỏ nha. Dạ, chào chị. Chị phụ là mỗi ngày luôn hay là hôm nay hả chị? Không, chị phụ mỗi ngày, 8 giờ luôn. Dạ, nhà chị gần đây hả chị? Chị phụ bà lâu chưa chị? Dạ. À, sao chị biết đến bà mà chị cùng tham gia đồng hành với bà ha? Tại nhà chị ở gần đây thì thấy bà làm thì chị rảnh thì chị ra chị phụ bà. Dạ. Ờ, hồi xưa em tới em cũng có mấy bạn phụ mà đợt này hình như là mấy chị khác. Dạ, chắc là em chưa có gặp chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. À, đây là một cô nữa. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 67 tuổi. Wow, 67 tuổi mà trẻ quá nha. Hôm nào cô cũng phụ bà luôn hả cô? Ngày nào cũng phụ bà. Dạ. Có nhiều khi có đôi lúc phụ buổi chiều tối luôn. Dạ. Nói chung là mình làm từ thiện, mình cứ làm trong cái tâm mình thôi. Dạ, coi như mình cố gắng mình làm được cái nào thì làm. Dạ. Tại con cô giờ nó cũng trưởng thành rồi. Dạ. Giờ đang học, đang là giảng viên của trường đại học ngoại thương. Wow. Bên ngoại thương giờ qua Iplip rồi. Dạ, Hoplip. Dạ, Hoplip đó. Dạ. Giảng viên. Dạ. Ra tiến sĩ rồi. Ồ, chúc mừng cô nhiều nha. Con nhà nghèo cái hơi giỏi, nó giỏi mới đỡ. Dạ. Coi như là mình do con là cũng con nghĩ là chắc cũng là do cô á, do suy nghĩ cô biết cho chịu chia sẻ giúp đỡ mọi người á, thành ra chị cũng cố gắng học để chị có thể có khả năng chia sẻ với mọi người khác. À anh. Dạ. Thành ra thì rất là mừng quá, tự hào. Hai vợ chồng có đứa con à, đâu có dám sanh nhiều lấy tiền đâu nuôi. Dạ. Ủa? Cô phụ đây là buổi sáng là từ mấy giờ đến mấy giờ cô ha? 7 giờ mấy. Dạ. 7 giờ mấy. Tùy theo thời gian, thí dụ mình có thời gian mình cũng phải ra đóng góp. Nói đó là cái đồ cơm còn thấy ở đó mà. Nói chung làm từ thiện mình cái tâm của mình. Giúp được cho bà thì giúp, thấy tội nghiệp bà. Dạ. Bà cũng già cả. Đúng rồi. Mấy cái hành nó khổ lắm, thấy tội lắm. Cũng may là mấy anh chị ở đây thương, xong mà cứ mỗi ngày cùng qua phụ. Hôm qua Trang qua là cũng mấy anh chị này nè, cũng ngồi phụ bà, là bắt đầu mình phát cơm xong là bắt đầu vô chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai là lại tiếp tục nấu rồi phát nè, liên tục luôn. Dạ. Giúp được thì giúp con. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Giúp đỡ như vậy thì con cái mới được thành đạt. Dạ. Không thể cô nói thiệt, con hồi đó cô đi làm nhà nước cái 30 mấy năm. Dạ. Làm cho phường á, 12 quận Bình Thạnh. Dạ. Dạ, con cũng chúc cô thật là nhiều sức khỏe nha. Mong là cô với lại các anh chị sẽ cùng hỗ trợ bà để cái hoạt động này nó càng ổn định, với lại nó phát triển hơn để giúp nhiều người hơn. Dạ. Nói chung vậy cô cũng
xin chúc cái đoàn làm phim này là gặp những điều may mắn và gia đình dồi dào sức khỏe, được mọi sự như ý. Dạ, con cảm ơn cô. Hôm nay là mình trao món gì ha cô? Cho món kho với món sạc. Dạ. Tùy theo, có bữa thì mạnh quần thường quân ta hỗ trợ nhiều thì mình làm nhiều. Dạ. Dạ. Đây, đây là coi như ở trong mà làm cơm xong á thì sẽ để ra những cái hộp gọn gàng như vậy. Cái sẽ có một anh ở ngoài để cô chú mà đi ngang qua thì sẽ phát. Dạ. À, con chào cô. Dạ. Rồi, cô lấy muỗng đi ạ. Rồi, dạ, thoải mái cho cô rồi. Dạ. Cô làm gần đây hả cô? À, xa lắm, nhà quận 7 mà. Ui, xa lắm. Trời, quận 7 mà chạy qua đây lấy cơm luôn. Ồ. Đi ngang nên là làm cái bò dắt. À, để cô làm món gọp á. Dạ. Thôi coi như được bữa cơm cũng đỡ được dạ. Nhiều hả cô? Dạ. Coi như vui ha. Dạ. Dạ, thôi con cảm ơn cô, một ngày vui vẻ. Dạ, anh chào cô. Dạ, đây là anh. Anh này là năng động nhiệt tình lắm. Hôm qua là có việc gì khó là cứ gọi cho anh. Em tên là Trang, không biết anh tên gì vậy? Dạ. Em anh tên Hưng. Dạ. Hôm qua nghe giới thiệu thì là anh cũng có một cái quán ăn gần đây. Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà anh cũng dành thời gian để sắp xếp qua đây. Không biết quán anh bán gì anh ha? Dạ, bán quán anh là cơm Bình Dương mà cơm mặn thôi. Dạ, anh bán thì cái giờ giấc bên bển thì thế nào anh? Nó cũng từ giờ tới đây tới chiều khoảng 4 giờ là vậy là trùng cái thời gian luôn. Dạ. Mà anh vẫn cố gắng sắp xếp cho qua phụ quà. Dạ. Dạ. Cứ thấy giờ nào mà rảnh là cái qua phụ 1 tiếng 2 tiếng xong về tiếp. Dạ, đến thăm người quá ha, cứ rảnh là chạy qua. Dạ đúng rồi. Tối cứ rảnh thì chạy qua phụ bà rột rau củ rồi chuẩn bị sản phẩm, anh xin phép nha. Dạ dạ đây. Hai hộp đó cô. Dạ. Rồi cô lấy muỗng không? Dạ. Cho muỗng nha. Được, ok cô. Cô ở đâu qua lận cô? Ủa, Suối Tiên luôn hả cô? Trời ơi, sai dữ vậy luôn. Ghé về thăm mẹ. Dạ. Dạ, ghé cho mẹ ăn, mẹ cha mẹ tu. Dạ. Ủa mà sao cô biết chỗ này? Dạ, đi đường này hoài. À, đi đường này hoài rồi thấy. Dạ, con cảm ơn cô, chạy xe cẩn thận nha. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Dạ. Đây, có thêm cô lấy cơm. Dạ, cô lấy cơm hả cô? Dạ. Rồi, cô lấy muỗng không? Đây, để mình phụ đưa. Đây, dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, ngày mới vui vẻ nha cô. Dạ. Không, thì luôn là anh nó phát cơm cũng rất là dễ thương, không biết mà cô chú anh chị nghĩa là năng lượng rồi xong rồi đưa cơm ra cũng chúc biết mà cô chú anh chị có một ngày mới đúng là của cho không bằng cách cho anh ha. Dạ, khi mà mình đưa vậy thì mình cũng thấy vui mà cái người nhận họ cũng dạ. Cũng thấy vui chứ họ không có bị ngại. Dạ. Có nhiều cô chú thấy dễ thương lắm. Dạ, nhưng mà đa số là các cô chú lao động cơ nhỏ nè. Hôm qua em đi là thấy nhiều cô chú bán vé số nè, hoặc là kiểu như là làm thợ hồ hay gì á, cứ chạy xe qua lấy mà cũng ngại, không nói cái mình à, em thấy anh chủ động anh gửi đúng thôi. Rồi, dạ. Đúng rồi. Anh chào anh. Dạ đây. Dạ. Có lấy muỗng không? Khổ về nhà ăn, cái này về nhà chứ. Dạ, anh chào chú. Dạ, chú chào anh. Dạ vâng. Đó, coi như ở trong mà cứ làm xong phần nào á là anh sẽ để ra phần đấy. Dạ. Dạ, hôm qua hết sớm á chú. Dạ. À, chị mấy hộp à? Có hộp hai thôi. Dạ, chú lấy muỗng không chú? Có. Dạ. Dạ đây. Đây là con để muỗng riêng đi hả? Có gì chú nhét cho giùm con nha. Dạ. Chú chạy xe hả chú? Con nè, chạy thị bốn cả chạy cho bên xưởng á. Dạ. Chạy tôm lắm. Ở đâu chú chạy khúc đường nào? Ở chợ cái thị đó, chú chợ đó, ở chỗ ăn. Dạ, thôi chú ăn ngon miệng nha. Xin chào chú. Chạy xe cẩn thận. Đây chụp sữa đi. Chụp coi. Dạ. Liên tục ha. Đó, nè cô chú anh chị, cứ mấy chị là liên tục thay phiên nhau. Người thì múc đồ ăn vô, cái người thì múc cơm, xong rồi người bỏ đồ ăn vô trong cơm rồi buộc hộp cơm lại. Đó, mỗi người một việc. Nhưng mà làm rất là lâu là có sắp xếp, có hệ thống quy củ chứ không có bị lộn xộn. Dạ, còn ông thì mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mà ông với bà là cứ chia nhau ra. Bà thì ở trong thì phụ làm cơm, nấu cơm. Rồi ông thì sẽ mang đồ ăn ra ở ngoài để cho mọi người bỏ cơm vô. Dễ thương ha. Đây là cái quán cơm không đồng của ông và bà My. Đó, cô chú anh chị thấy ông không? Cứ vậy á, cứ lặng lặng tiếp cơm, tiếp đồ ăn ở trong rồi mang ra ngoài. Nhưng mà thương là hai ông bà lúc nào cũng đồng hành cùng làm với nhau hết chứ không bao giờ mà qua mà lẻ loi đâu nha. Nhà nghĩa là bà làm gì thì ông cũng sẽ im lặng ngồi lặng thầm ở trong. Nha. Dạ, chào chú. Dạ. Cho con xin phép hỏi là chú tên gì ạ? Tên Sửu. Dạ, chú tên Sửu. Dạ, năm nay chú bao nhiêu tuổi? 87 rồi. 87? Wow, 87 là lớn lắm luôn rồi đó. Dạ, chú nhà gần đây hả chú?
ở bên phòng 5 à. Dạ, dạ chú biết quán cơm này cái chú qua phụ bà lâu chưa ạ? Lâu rồi, trước dịch luôn. Dạ. Trước dịch là biết tới giờ luôn. Dạ. Thì, ở không ở nhà cũng buồn, thật sự phải qua để phụ với bà đi cho cơm này bằng. Dạ, hôm qua là như chú cũng lấy cơm để chú trao chạy xe chạy từ thị ở ngoài đường hả chú? Đi qua đây lấy cơm đi cho ngoài đường. Dạ, đó. Cho dạ. Bên ông bún rồi này nọ. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều, mặc dù là chú lớn tuổi rồi mà chú cũng dành thời gian rồi sức khỏe để phụ mọi người luôn. Dạ. Rồi chú đi vậy là nhà gia đình chú có biết không? Hả? Dạ chú đi phụ bà như vậy thì con cháu gia đình chú có biết không? Không biết chứ. Dạ, ủng hộ hết là chú. Nhà chứ. Dạ. Dạ, rất là vui, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Đó ở đây cái hoạt động quán cơm từ thiện của ông với bà My á thì lúc đầu là phát sinh nó khởi điểm là chỉ là ý định của hai ông bà thôi, nhưng mà sau đó cái làm cái được sự yêu thương ủng hộ của cả ông lớn tuổi và các chị xung quanh nữa, mình có sức thì mình góp sức. Cái có nhiều cô chú anh chị mà mình có một xíu giống như hôm nay là có thêm cà chua hay là có gạo là xách qua cho ông bà ha. Trước dịch luôn á, làm trước dịch luôn. Dạ. Thời gian đó là lâu. Con cảm ơn ông nhiều. À đi, đây đây con lau cho ông. Đây con lau cho. Được rồi. Đây con phụ lau cho. Nghe yeah, đây con lau cho. Được rồi. Dạ. Người đàn ông lặng thầm. Sẵn tay chân dơ rồi. Dạ. Để mình gom vô tay mình hốt rồi mình bỏ chỗ nào có. Dạ. Mèo chó rồi nó ăn con. Ôi ông khỏe quá, 82 tuổi. Phải qua đợt nào con qua mà con thấy ông bà mà vẫn làm như vậy là con vui lắm. Mới yếu năm nay à. Dạ, yếu là ông bị bệnh gì không? Không. Dạ. Tự nhiên cái chân nó hơi yếu, mình cũng như ít vận động, giọng gì mà nhận giọng gì đây là nó yếu hơn. Dạ, nhưng mà yếu vậy cũng không chịu nghỉ, vẫn làm luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ để mình qua mình phụ anh một tí xíu để ông làm nha. Dạ thôi để có gì nhường cho mấy anh chị dạ cảm ơn anh nhiều. Ở đây thì là quán cơm của bà thì phát liên tục mỗi ngày anh ha. Đúng rồi, như mỗi là ngày. Trừ thứ bảy nha. Chủ nhật thôi. Dạ trừ một ngày duy nhất là ngày chủ nhật để bà cho các anh chị với lại mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị đồ ăn, chứ còn mỗi ngày vẫn sẽ nấu với lại là phát cơm mỗi buổi sáng từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Rồi có các nhóm từ thiện mà mình muốn qua lãnh cơm để mình đi trao cho bà con ở ngoài đường phố nữa, cũng liên lạc với bà rồi qua lấy cơm hoặc là qua lấy bánh mì bì. Dạ thì hôm nay Trang cùng với lại bạn quay phim dạ xin qua thăm bà rồi gửi một cái phần ủng hộ của cô Lucy rồi của một chị Mạnh Thường Quân ẩn danh ở Úc để gửi tặng cho bà. Thì nói chung là bà làm quán cơm từ thiện mà nên nó sẽ thiếu nhiều thứ lắm. Dạ thiếu công sức nè, thiếu sức của mọi người phụ. Tại vì thấy nếu mà có nhiều người phụ thì cái việc làm nó trôi chảy hơn, nó nhanh hơn. Chia ra mỗi người một việc, từ cái việc nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn đồ. Rồi cũng thiếu nguyên vật liệu. Dạ. Rồi thiếu đó như thiếu hộp cơm, thiếu những dụng cụ. Nên quý bà cô chú anh chị nào mà mình có thời gian rảnh, mình có thể qua đây mình phụ ông bà. Hoặc là mình nhà mình có dư gạo hoặc là có món gì đó dưới quê gửi lên nhiều quá, cái mình cũng có thể qua đây gửi tặng cho ông bà. Dạ, mong là Trang chia sẻ, lâu lâu Trang qua thăm lại ông bà. Rồi mình thấy là cái bếp cơm này nó vẫn tồn tại, nó vẫn duy trì như vậy là rất là vui rồi. Dạ. Ở trong này là bà đang chuẩn bị món khác hả bà? Dạ, quyệt bì cuốn, đang quấn bì cuốn với bánh mì. Dạ. Vô bánh mì bì nữa giờ. Dạ. Dạ là bì cuốn, em lấy cái hộp đựng cơm cho cổ để hộp cuốn đó nè. Hôm nay thì con qua thăm bà, con cũng xin gửi ít của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà. Con xin chúc bà thật là nhiều sức khỏe với lại vạn sự như ý bà hen. Rồi. Dạ. Con ra lấy bánh mì ăn với bà đi. Dạ. Dạ. Con với bạn quay phim cũng sẽ tại vì con muốn xin nhường là cho mấy cô chú lao động. Tại vì một ngày bà phát 250 phần mà lẹ lắm cô chú chị phát, mà đó như hôm qua nãy chú kia nói chú qua lúc 9 giờ là đã hết trơn rồi. Dạ. Dạ nên là có khi nó chừa lại cho mấy người con gặp đó. Dạ. Mấy người chắc chưa lai gai nó phải chừa lại 20 hộp. Dạ nên không là thôi để nói chung người ta cho nhiều như bà làm thôi. Dạ. Mày lấy bánh mì ăn đi. Dạ. Ăn bánh mì hoặc ăn bún mì đi, bún mì của làm này ngon lắm nè. Dạ, thôi để con nhường lại cho mọi người chứ con ăn thì lại có hai người không được ăn nữa. Trời dạ. Không sao đâu mà. Thôi mình chia sẻ qua. Dạ. Ăn
làm bánh mì đi cho nó tiện ha. Dạ dạ đi. Để xíu nữa con ăn ạ. Dạ dạ thôi hôm chúc nay con có bao chưa? Dạ hôm nay con qua thăm bà với ông, con chúc bà với ông thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn con nha. Dạ mong là cái bếp cơm của mình ngày càng ổn định với lại là phát triển hơn. Mỗi lần con qua con thăm ông với bà thì đều nhộn nhịp như vậy. Ê để con đưa cho. Đây lông đựng một cái hộp này. Cái hộp cơm rồi đã lấy vô đựng hộp bún á. Đó đi nè. Đến đây thì Trang xin phép tạm dừng video clip này. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi và đồng hành cùng Trang. Dạ xin kính chúc quý bà cô chú anh chị một ngày là thật là vui. Dạ xem clip này xong cái mình quay lại clip MV Hồng Quê để mình khởi động một ngày mới thật là nhiều năng lượng với quý bà cô chú anh chị. Tạm biệt.